ngày 31 tháng 7, Thủ tướng đồng ý giảm tiền điện cho người dân dùng điện sinh hoạt ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 tại thời điểm ngày 30 tháng 7 năm 2021. Mức hỗ trợ sẽ giảm 15% tiền điện trước thuế VAT trên hóa đơn tiền điện cho các khách hàng dùng điện lưới 200 kWh một tháng và giảm 10% tiền điện trước thuế VAT trên hóa đơn tiền điện cho các khách hàng dùng trên 200 kWh một tháng. Thời gian giảm tiền điện là 2 tháng tại các kỳ hóa đơn tiền điện tháng 8 và kỳ hóa đơn tiền điện tháng 9 năm 2021. Bên cạnh các cơ sở cách ly y tế không thu chi phí đã được giảm tiền điện ở đợt 3, các cơ sở cách ly y tế người bị nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19 có thu một phần chi phí của người đang cách ly y tế cũng sẽ được giảm 100% tiền điện.